Đàm Vĩnh Hưng thương Hoài Linh ốm vẫn lo tang lễ cho nghệ sĩ chia tay. Đàm Vĩnh Hưng khâm phục Hoài Linh vì danh hài dù không khỏe và phải tránh chỗ đông người nhưng vẫn đứng ra lo liệu chu đáo cho tang lễ của nghệ sĩ chia tay. Chiếc khẩu trang không thể che nổi vẻ buồn bã trên gương mặt của Đàm Vĩnh Hưng khi anh đến viếng danh hài chia tay tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 12 tháng 12, nam ca sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của đàn anh, nhưng anh hiểu danh hài Hoài Linh còn đau buồn hơn mình. Tuy nhiên danh hài phải nén lại mọi cảm xúc để lo liệu hậu sự cho người bạn tri kỷ. Là người em thân thiết của Hoài Linh nên Đàm Vĩnh Hưng biết rõ mọi chuyện mà anh phải trải qua suốt vài ngày qua. Từ khi danh hài Chí Tài ra đi, ban đầu Hoài Linh bàn với bà xã của Chí Tài về phương án để Phương Lan từ Mỹ về Việt Nam, rồi anh sẽ cố gắng sắp xếp để chỉ nhìn chồng lần cuối với sự kiểm soát hỗ trợ của tổ y tế. Sau đó thi hài của Chí Tài sẽ được hỏa táng và Phương Lan là người ôm hũ tro cốt về Mỹ. Vì quá suy sụp và bối rối trước cái chết của chồng, ca sĩ Phương Lan không nói được gì nhiều mà chỉ hỏi đi hỏi lại: Linh ơi, đó có phải là phương án cuối cùng không? Điều đó khiến cho Hoài Linh trăn trở và phải tìm mọi cách để đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ và để Phương Lan có cơ hội được nhìn mặt chồng lần cuối. Trong vòng chưa đầy 2 ngày, Hoài Linh một mặt bàn tính với gia đình Chí Tài để lo thủ tục đưa anh về Mỹ và mặt khác lo liệu cho tang lễ ở Việt Nam. Nhìn Chí Tài mặc bộ vest trắng bảnh bao trong linh cữu và lễ viếng với sự tham gia của hàng nghìn con người được tổ chức chỉnh chu trang trọng, Đàm Vĩnh Hưng càng cảm phục Hoài Linh. Anh thương Hoài Linh dù đang bệnh cũng gạt bỏ mọi thứ để lo hậu sự cho bạn người anh thân thiết. Anh Linh có vấn đề về sức khỏe, đáng nhẽ không được xuất hiện ở chỗ đông người nhưng lại đứng ra lo liệu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nhìn anh ấy tả lễ từng người và còn quỳ xuống tả lễ một cụ già đến viếng, tôi thương kinh khủng. Lúc ôm tôi anh ấy còn nói tức ơi là tức, tuổi này không đáng để đi như vậy, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ. Nhắc đến những kỷ niệm riêng của mình với Chí Tài, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh và cố nghệ sĩ từng nhiều lần lưu diễn, quay quảng cáo và hợp mặt. Mỗi khi gặp, nam ca sĩ đều thấy Chí Tài làm việc chuyên nghiệp, không bao giờ tỏ ra là ngôi sao hay trò hổi. Cũng vì mê nghệ thuật, cố nghệ sĩ chấp nhận xa vợ để ở Việt Nam hoạt động và chỉ cần nghe tiếng nhạc là hừng hực khí thế. Trong ký ức của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cố nghệ sĩ là người rất thân thiện gần gũi, luôn làm mọi người cười và không bao giờ bi quan. Nghe tin Chí Tài đột ngột qua đời khi vừa xuống sân bay ở Hà Nội hôm ngày 9 tháng 12, Đàm Vĩnh Hưng khóc không ngừng và lập tức đáp máy bay quay lại Sài Gòn. Hoài Linh xin được khóc để chào người anh ra đi, không trở lại. Đến 17 giờ, lễ tang danh hài Chí Tài kết thúc bằng bài điếu văn đến từ Hoài Linh, người bạn tri kỷ gắn bó hơn 2 thập kỷ của danh hài Chí Tài. Anh chia sẻ sự ra đi đột ngột của Chí Tài để lại niềm đau buồn cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Trong niềm tin phục sinh của Chúa, anh con là người của Thiên Chúa, được Chúa ban ơn để đến giây phút này anh được ấm áp trong vòng tay yêu thương của bạn bè, tất cả người thân yêu của anh, những đồng nghiệp, khán giả đang ở ngoài kia, Hoài Linh bày tỏ. Danh hài gửi lời cảm ơn nghệ sĩ và khán giả gần xa đã dành tình thương cho Chí Tài. Hoài Linh không nén được xúc động, anh khóc trước giây phút tiễn biệt người bạn tri kỷ. Cảm ơn toàn thể quý vị, xin quý vị cho tôi rơi một giọt nước mắt ở đây. Tôi đã kiềm chế nhiều lắm rồi, giờ tôi xin rơi một giọt nước mắt, khóc để chào người anh của tôi ra đi và không trở về nữa. Với Phương Loan, em là người luôn sát cánh với anh Tài trên mọi nẻo đường. Dù không lộ diện, lúc nào em cũng thương và lo lắng cho anh Tài. Bây giờ anh Tài nằm xuống rồi, thay mặt anh Tài, anh cảm ơn em, Hoài Linh phát biểu. Nói xong, Hoài Linh cảm tạ những người có mặt tại tang lễ. Hơn 20 năm chúng ta làm việc với nhau, anh đã thương yêu, an ủi chúng em rất nhiều. Vì xa xôi cách trở, chúng em không thể về Mỹ để tiện đưa anh được. Anh ơi, em nhớ anh, em lúc nào cũng nhớ anh, danh hài khóc nói. Ý nghĩa của 18 vòng hoa, nghệ sĩ Hoài Linh tự tay chuẩn bị tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài bên trong tang lễ. Hôm nay lễ viếng của nghệ sĩ Chí Tài đã diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đã có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, khán giả và người thân tập trung và xếp hàng để chờ tới lượt vào viếng nghệ sĩ Chí Tài. Tất cả đều thống nhất không mang vòng hoa theo mong muốn của gia đình cố nghệ sĩ. Thay vào đó, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ chuẩn bị sẵn 18 vòng hoa đầy ý nghĩa đó. Cụ thể, từng vòng hoa này chính là đại diện những tập thể khác nhau như vòng hoa ca sĩ,
vòng hoa của các diễn viên, vòng hoa của anh em hậu đài, vòng hoa của giới nhạc sĩ nhạc công, vòng hoa của khán giả mến mộ, và có cả vòng hoa của giới truyền thông báo chí để tưởng nhớ nghệ sĩ chia tay. Bên cạnh đó, trên mỗi vòng hoa sẽ được đặt một bức ảnh đẹp của cố nghệ sĩ trong suốt thời gian hoạt động và cống hiến cho nghệ thuật. Đây đều là những tình cảm mà nghệ sĩ Hoài Linh tặng tay chuẩn bị để đưa tiễn người bạn, người tri kỷ của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.